Đây là lớp học huấn luyện kỹ năng của các sinh viên y Ấn Độ. Phân phần niệu sinh dục nam, khám bẹn, khám biểu, khám dương vật, khám trực tràng. Hey, English. Hello, I am on the question for inspection for should can we go from front for kidneys or from back for side? Okay. When we should go for kidneys? Yeah, as I told before, and now with the help of echography, ultrasonography, we don't need much of inspection or occlusion of the kidney. We just look at even the abdomen that is symmetrical. If it's not medical, thinner, and we need to perform about the ecology on the different side. So, and you know, thành Vũ ơi, thành Vũ là đứa học khám lâm sàng đi học siêu âm được rồi.